con không muốn gả cho Diệp Tiêu Trần đâu. Lâm Tiểu Muội, con gái ruột của Lâm Thị Nguyên, gả qua đó khác gì gả cho người đã mất. Con gái không muốn cả đời làm Miko. Tạ Lan Thanh, vợ của Lâm Thị Nguyên, càng không muốn sống chung với kẻ mắc chứng cuồng bạo, con không muốn đi nộp mạng đâu. Lâm Thị Nguyên, con gái chúng ta từ nhỏ được nuông chiều. Lâm Thị Nguyên, chú của Lâm Tuyết Lạc, ông nỡ để nó gả cho Diệp Tiêu Trần, để nó sống cảnh quá bộ sao? Tôi cũng không muốn. Nhưng mà nhà họ Diệp là gia tộc mà chúng ta có thể đắc tội được sao? Vốn nghĩ dựa vào nhà họ Diệp cái cây đại thụ này để hóng mát, ai ngờ Diệp Tiêu Trần, hắn bị thương chỗ đó, nói trắng ra nửa đời còn lại cũng chỉ là kẻ phế vật. Chúng ta làm ba làm mẹ cũng không muốn đẩy con gái xuống hố lửa, nhưng mà biết làm sao bây giờ? Nhưng tôi chỉ có một đứa con gái, dù có bao nhiêu của cải cũng không thể sánh bằng nó. Ông đừng nhất thời hồ đồ, nhưng cũng không thể vì con gái chúng ta mà bất chấp sự an nguy của tập đoàn Lâm Thị. Ba, ba lại không mang đến hạnh phúc cả đời của con gái ruột, con sống còn có nghĩa lý gì? Tiểu Muội, con ơi đừng mà, con không thể làm chuyện dại dột được con gái ngoan của mẹ. Thị Nguyên, ông mau nghĩ cách đi. Nếu nó có mệnh hệ gì, tôi cũng không sống nữa. Tôi thì có cách gì? Diệp gia ở Giang Thành một tay che trời, tập đoàn Lâm Thị là tâm huyết mấy đời ông bà, không thể đến đời tôi lại mất trắng được. Ba mẹ, con có một cách. Tiểu Muội, cách gì? Yếu đuối phối tàn tật, trời sinh một cặp. Ý gì vậy? Chị Lâm Tuyết Lạc chưa gả, sao con dám nhanh chân đến trước để chị ấy gả qua đó? Coi như báo đáp công ơn ba mẹ nuôi dưỡng chị ấy bao năm. Như vậy Diệp gia cũng không thể phản bác được. Cách này có hiệu quả không? Từ khi bác cả và bác gái con qua đời, đầu óc Lâm Tuyết Lạc lại càng bị đả kích nhiều hơn. Đâu phải con không biết, đầu óc nó vốn đã không tốt. Không được, chị họ con khi nhỏ bị sốt, đầu óc bị hư rồi. Diệp gia không thể nào để nó làm đại thiếu phu nhân được. Hơn nữa, người họ từng gặp là con Lâm Tiểu Muội. Diệp Tiêu Trần hắn chỉ là sức khỏe không được tốt thôi, chứ đâu có bị mù. Đến lúc Diệp gia trách tội, vậy Lâm gia chúng ta chẳng phải sẽ càng khó coi hơn sao? Tuy rằng Lâm Tuyết Lạc không phải chị em ruột của con, dù sao cũng là con gái của bác cả, cũng là chị em họ, sự tôn trọng nên có vẫn phải có. Đừng có suốt ngày mở miệng ra là bệnh hoạn, giữ chút khẩu đức đi. Chị đang làm gì vậy? Lâm Tuyết Lạc, con gái nuôi của Lâm Thị Nguyên. Hóa ra là Tiểu Muội hả? Em tìm chị có chuyện gì? Em muốn cùng chị chơi một trò chơi. Thật sao? Vậy thì tốt quá, em dẫn Tiểu Bảo Bảo của chị chơi cùng với nhé. Chị, em mua đồ ăn ngon cho chị nè. Đi, chúng ta về nhà ăn thôi. Đồ ăn hả? Là đồ ăn gì vậy? Có đồ chơi vui rồi. Chị phải ăn quả vặt chứ, không phải để chị rải xuống đất. Vậy chị ăn. Chị, mấy hôm nữa chị gả cho Diệp Tiêu Trần, Diệp gia sẽ tốt hơn. Ở đó sẽ có nhiều đồ ngon hơn, vui hơn. Thật sao? Vậy chị phải dẫn theo bảo bối nhỏ của chị đi cùng. Lâm Tuyết Lạc, chị thật sự là ngu ngốc đến cùng cực rồi. Nhưng chị cũng coi như là ngồi đúng chỗ rồi. Kẻ yếu đuối xứng với kẻ tàn tật, chẳng ai cao hơn ai. Tài sản của Lâm Tuyết Lạc đều thuộc về Lâm Tiểu Muội rồi. Lâm Tiểu Muội, tôi đã sớm nhận rõ bộ mặt thật của cô và mẹ cô. Ba mẹ tôi lúc sinh thời, tất cả số tài sản cách xù để lại cho tôi, cô và mẹ cô muốn nuốt trọn một mình. Không dễ dàng như vậy đâu. Cái nhà này chỉ có chú còn coi là có chút nhân tính. Bây giờ các người lại muốn tôi thay thế gả cho đại thiếu gia Diệp gia, Diệp Tiêu Trần. Được, tôi đồng ý. Thiếu gia, việc anh căn dặn đã được lo liệu xong. Vậy sao? Đồng ý nhanh vậy sao? Phải.
Ba của đối phương đã cùng Diệp lão gia định hôn ước rồi. Thiếu gia ngài yêu cầu chỉ cần đăng ký kết hôn, mọi thứ khác đều không cần. Bên kia cũng đã đồng ý rồi. Diệp Tiêu Trần, đại thiếu gia Diệp gia. Được rồi, tôi biết rồi. Tuyết Lạc à, từ nay cháu chính là đại thiếu phu nhân của Diệp gia rồi. Quy củ hào môn lớn như trời, cháu phải tự mình trân trọng bản thân đấy. Sau này nhất định phải nghe lời chồng và lời của bậc trưởng bối. Nếu thật sự chịu uất ức thì thím sẽ đón cháu về. Vâng, Tuyết Lạc sẽ ngoan ngoãn, rất ngoan ngoãn ạ. Thôi được rồi, thím đi giúp cháu thu dọn đồ đạc. Nhân lúc thím của cháu đi giúp cháu thu dọn đồ đạc, cái thẻ này cháu cứ giữ lấy. Tiền riêng của chú lén tích cóp được không nhiều, nhưng cũng đủ cho cháu dùng khi khẩn cấp. Không tệ nha. Cái Diệp gia này trông có vẻ khá giàu có. Dù sao thì mình bây giờ đã thoát khỏi sự khống chế của hai mẹ con nhà kia rồi, có thể sống cuộc sống như cá gặp nước. Ánh mắt anh ta nhìn mình kỳ lạ lắm. Lẽ nào anh ta nhìn ra mình không phải Lâm Tiểu Muội? Cô là ai? Trước đó chẳng phải đã gặp rồi sao? Còn hỏi, cô không phải là vợ của tôi, cô rốt cuộc là ai? Anh ơi, anh nói gì vậy? Em nghe không hiểu. Cô và cô ấy trông chẳng giống nhau. Cô là giả, người tôi gặp trước đó mới là thật. Anh chắc chắn mình phân biệt được sao? Thả tôi ra, thả tôi ra. Đau quá, đau tôi. Anh bắt nạt em. Người đâu? Với tốc độ nhanh nhất, điều tra rõ thân phận thật của cô ta. Với toàn bộ tư liệu, Tuân Mạnh dám mạo danh tân nương của tôi, mình phải làm sao đây? Thiếu gia, đã điều tra rõ ràng. Nói, cô dâu mà anh đón về quả thật là người của Lâm gia. Người mà anh đã gặp là con gái ruột của Lâm Thịnh Nguyên. Đại thiếu phu nhân hiện tại là con gái của anh trai Lâm Thịnh Nguyên, cũng chính là cháu gái của ông ta. Chỉ là, nói tiếp đi. Khi còn nhỏ, cô ấy bị sốt cao, sau đó sốt thành một người ngớ ngẩn. Sốt thành một người ngớ ngẩn sao? Vậy ra tôi cưới về một người ngớ ngẩn sao? Vâng, đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, cô ấy quả thật là một người ngớ ngẩn. Toàn tính của Lâm gia cũng hay thật đấy. Đem một người thế thân đến, vừa không thất tín với Diệp gia, lại vừa tống khứ được đứa trẻ mồ côi ngớ ngẩn, gan cũng không nhỏ. Sao mình lại cưới về một người vợ ngây ngô, trông không giống người bình thường thế này? Mau dậy, xuống đất mà ngủ. Đây là giường của tôi. Tránh ra, tôi buồn ngủ. Dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy cho tôi.
xem ra Lâm gia quả nhiên gả cho mình một người vợ ngốc nghếch. Mình phải trả cô ấy về Lâm gia. Không được, trả về thì quá tiện cho Lâm gia rồi. Chỉ cần không trả mình về, giả ngốc cũng chẳng sao. Bữa sáng của cô đây. Tuyệt quá, có đồ ngon rồi. Khoan đã, làm gì vậy? Hù tôi hết hồn. Chị Yến, dẫn cô ấy đi tắm rửa, sửa soạn lại chút. Dáng vẻ cô ấy bây giờ, tôi nhìn mà mất cả ngon. Vâng, thiếu gia. Thiếu phu nhân, đi thôi. Làm gì vậy? Tôi muốn ở lại đây ăn cơm. Tôi không đi. Thiếu phu nhân, chúng ta đi tắm rửa trước, trang điểm cho thiếu phu nhân thật xinh đẹp, rồi hãy ăn sáng. Xinh đẹp? Thì ra là muốn tôi trở nên xinh đẹp sao? Vâng, thiếu phu nhân, chúng ta trang điểm xinh đẹp rồi lại ăn cơm nhé, trở nên xinh đẹp. Được, đi làm đẹp thôi. Tạm biệt. Thiếu phu nhân, cô tắm xong chưa? Đã gần một tiếng rồi. Tắm xong thì mau ra ăn cơm đi. Thiếu phu nhân, chị cứ lo việc của chị trước đi, ở đây giao cho tôi. Vâng, thiếu gia. Anh, sao anh lại vào đây? Đây là nhà tôi, phòng của tôi. Còn cô là vợ của tôi. Tôi xuất hiện ở đây khiến cô kinh ngạc lắm sao? Không kinh ngạc. Anh trai ơi, em thích nhất là chơi trốn tìm. Anh làm thế nào mà đột ngột xuất hiện trước mặt em vậy? Chỉ em với giữa chúng ta. Không dùng xưng hô anh trai và em gái. Cô nên gọi tôi là chồng. Anh trai, có phải anh muốn tắm không? Anh đừng vội, để em đi xả nước cho anh. Anh trai sao? Cách gọi này nghe sao kỳ cục quá. Nhìn cô ấy như vậy thật là bực mình. Cô có thể chú ý hình tượng của mình chút không? Chỉ có trẻ con mới ăn ngấu nghiến như vậy. Đừng gục mặt xuống bàn. Cũng đừng gõ đũa vào dĩa. Thiếu phu nhân, cô, sao cô có thể phun vào người thiếu gia như vậy? Lâm Tuyết Lạc, lại đây lau sạch cho tôi. Tôi không muốn. Anh là tên đại gian ác. Đứng chờ ra đó làm gì? Mau thay đồ giúp tôi. Tôi thấy không cần phiền phức vậy đâu. Rửa mặt thay đồ chút là được rồi. Rửa nhiều sẽ rụng lông đó. Rụng lông? Lông trên người sẽ rụng hết đấy. Bớt lải nhải, mau thay đồ đi. Thank you.
Anh ta trông cũng bảnh trai đấy chứ. Bất lực thì tiếc thật. Cô đang làm gì vậy? Anh trai ơi, không phải anh bảo em thay đồ cho anh sao? Anh hung dữ như vậy làm gì? Vậy thì cô cứ tiếp tục đi. Dựa vào cái gì? Anh khi dễ tôi. Câm miệng. Lần này tôi tha cho cô. Nếu lần sau còn chọc tôi không vui, cô sẽ phải chịu đói. Cô ngủm tôi rồi. Vừa rồi định đánh tôi. Tôi còn tưởng muốn. Không được. Tạm thời tôi không thể đắc tội người đàn ông này. Tôi còn phải ở lại nhà này để thực hiện bước kế tiếp của kế hoạch. Ông nội, sao ông lại tới đây? Ông đến thăm cháu trai ông. Tiêu Trần, con đối với hôn sự này vừa ý chứ? Ông nội yên tâm, cháu rất vừa ý. Vậy thì tốt. Vậy hai đứa lại đây kính trà cho bậc trưởng bối này. Được. Chị Yến, đi mời đại thiếu phu nhân ra đây. Vâng thiếu gia. Lão gia gia, ông tìm cháu sao? Đây là gì vậy? Tuyết rơi rồi. Tuyết rơi rồi, vui quá, tuyết rơi rồi. Vị thiếu phu nhân trước mắt này, sao lại có phản ứng ngớ ngẩn như vậy? Chén này, cháu kính ông. Lâm Tuyết Lạc, chị Yến, đưa thiếu phu nhân ra ngoài. Vâng. Thiếu phu nhân, chúng ta đi thôi. Tôi không đi. Không phải anh bảo tôi tới sao? Thiếu phu nhân, đừng quậy nữa. Chúng ta đi thôi. Không đi. Tiêu Trần, đây là chuyện gì thế này? Hôm nay cháu phải nói rõ cho ông. Ông nội, đúng như ông thấy đấy, cháu dâu của ông rất tệ. Lâm gia thật to gan. Đường đường là trưởng tôn dâu của Diệp gia, sao có thể là người điên được? Lập tức giam cô ta vào phòng, không cho phép cô ta làm loạn. Diệp Tiêu Trần, tôi muốn xem thử anh định giam tôi mấy ngày. Alo, tiểu thư, dự án trước đây bàn với cô, cái dự án đó đã đàm phán thành công rồi. Nhưng mà bên đó yêu cầu cô phải đích thân đến miễn bàn. Không phải chỉ gặp mặt thôi sao? Cũng không cần lộ thân phận thật. Đến lúc đó, tôi sẽ tìm một người có dung mạo vóc dáng đều tương tự cô. Đến lúc đó, cô cứ lấy thân phận của cô ta mà đi. Được thôi, vậy tôi có thể đích thân gặp mặt. Hoa Minh của mình lấy tài chính và bất động sản làm chủ. Còn cổ phần Thịnh thế này, chủ yếu là thực phẩm chức năng. Hai nhà muốn liên hợp, làm bạn bè cũng tốt. Nhưng tôi phải ra khỏi Diệp gia. Bằng cách nào? Thiếu phu nhân, mời cô mau dậy đi. Thiếu gia muốn cô nhanh chóng sửa soạn. Tôi không thể đi. Tôi muốn cùng bảo bối nhỏ của tôi chơi trò chơi. Hôm nay là ngày cô hồi môn, mong cô mau chóng thay y phục. Thiếu gia đã phái vệ sĩ đợi cô ở ngoài cửa rồi. Vệ sĩ sẽ đưa cô về nhà. Vậy thiếu gia không đi sao? Thiếu gia có việc quan trọng đã ra ngoài rồi. Ngày hồi môn, trời giúp mình rồi. Như vậy sẽ không cần tìm cớ rời khỏi đây nữa. Ý
Diệp Tổng, tư liệu anh muốn điều tra đã. Rõ ràng rồi. Đúng là người của đối tác. Cần gặp mặt hôm nay. Là vị hôn thê trước đây của Diệp Tổng, Tưởng Vũ Hân tiểu thư. Quả nhiên là cô ta. Vâng, tôi dám chắc. Chính là Tưởng Vũ Hân tiểu thư. Trên hóa đơn ghi lại, thể hiện rất rõ ràng. Diệp Tổng, nếu thật sự là Tưởng Vũ Hân tiểu thư, anh sẽ chọn như thế nào? Sự việc đã qua hơn 3 năm. Nếu Tưởng Vũ Hân tiểu thư còn sống, vẫn không muốn gặp lại anh, nhất định là có nỗi khổ tâm riêng. Dù sao một tai nạn xe hơi, thảm không nỡ nhìn, không phải là không có khả năng bị hủy dung. Chẳng lẽ số phận lại trêu ngươi mình một vố lớn như vậy sao? Tiêu Trần, anh đợi đó, em về bàn bạc với anh chuyện hôn sự của chúng ta. Được, em lái xe đi, anh không nói với em nữa. Vũ Hân, Vũ Hân, em sao vậy? Mau dừng xe lại, dừng xe đi. Sao vậy? Anh ơi, tôi hơi đau bụng, có thể cho tôi vào trong đó đi vệ sinh được không? Được thôi, nhưng thiếu phu nhân, cô đi nhanh về nhanh nhé. Thiếu gia đã dặn dò kỹ, đưa cô an toàn đến nhà Lâm gia, không được sai sót. Anh yên tâm, yên tâm. Tôi đi rồi sẽ quay lại ngay, sẽ quay lại ngay. Tôi đi rồi sẽ quay lại ngay. Tiểu thư chào cô, tôi tên là Tưởng Vũ Hân, đã đặt lịch trước rồi. Vâng, xin chờ một chút. Tổng tài Tưởng tiểu thư, hẹn với anh đã đến rồi. Được rồi, cho cô ấy vào đi. Alo, tiểu thư, cô mau rời khỏi đi. Không kịp giải thích cho cô rồi, cô đang giỡn mặt tôi hả? Hôm qua chính cô nằng nặc muốn tôi đích thân đến gặp mặt, bây giờ lại muốn tôi rời đi một cách khó hiểu. Cô có ngớ đòn không hả? Không muốn làm nữa phải không? Không kịp giải thích cho cô rồi, đi mau lên. Tôi nói cho cô biết, đợi tôi quay lại, nếu cô không thể cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, tôi nhất định sẽ cho người dạy dỗ cô, đến cha ruột cũng không nhận ra. Vừa rồi tôi nhận được tin, người hẹn gặp cô lại chính là chồng của cô, Diệp đại thiếu gia. Cái gì? Chẳng lẽ là Diệp Tiêu Trần? Xin lỗi, tôi tìm nhầm chỗ rồi. Chiều cao và vóc dáng của người phụ nữ này có chút giống Tưởng Vũ Hân, nhưng dung mạo lại không giống lắm. Có lẽ sau vụ tai nạn xe hơi đó, cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ. Vũ Hân, em có biết anh nhớ em đến nhường nào không? Thật là một lũ thùng rỗng vô dụng. Thế mà ngay cả một vị khách quan trọng, tung tích của khách đến thăm cũng không canh chừng nổi. Truyền lệnh xuống cho tôi, đuổi việc hết toàn bộ bọn chúng cho tôi. Cũng nên sa thải mấy người này rồi. Một người đã đến rồi, lại đột nhiên biến mất không dấu vết. Lễ tân và bảo vệ này, cùng nhân viên hành chính, đều nên theo dõi sát sao. Sao lại không làm tròn trách nhiệm chứ? Chẳng lẽ tôi và Tưởng Vũ Hân đời này định mệnh không gặp lại nữa sao? Diệp Tổng, đừng thất vọng, tung tích của Tưởng Vũ Hân tiểu thư, chúng ta vẫn đang tiếp tục điều tra. Lâm Tổng, cho hỏi một chút, tiểu thư được gả vào Diệp gia, Lâm Tuyết Lạc là gái bán hoa sao? Chuyện này có thật không? Tất cả những điều này đều là bịa đặt. Ông hãy trả lời đi. Mấy người thật xấu xa, không được bắt nạt chú của tôi. Tuyết Lạc, cháu đã về rồi. Đồ xui xẻo, bản thân hư hỏng, còn làm liên lụy đến gia đình, còn dám trốn tránh. Con nhỏ này, tai tiếng hôm nay của nhà họ Lâm đều là nhờ cháu ban tặng. Cô Lâm Tuyết Lạc, xin hỏi cô là tự nguyện gả vào Diệp gia hay là tham lam quyền thế giàu sang của Diệp gia? Tôi không biết. Trường hợp như cô, Diệp đại thiếu gia làm sao cam tâm tình nguyện cưới cô về nhà? Tôi không biết gì hết. Giấu thì nên giấu trước. Là ai nhanh như vậy đã để lộ tin tức? Mọi người đang làm gì vậy? Tất cả tránh ra cho tôi. Tin tức này đã lan truyền khắp nơi. Đại thiếu gia Diệp gia chúng ta lại đi cưới một kẻ ngốc làm vợ.
Diệp gia chúng ta thật sự mất hết mặt mũi. Mau trả nó về nơi sản xuất đi. Không, đừng mà. Đừng trả cháu về. Tôi sẽ ngoan mà. Ông nội, chuyện hôn sự này là do ông định đoạt. Không từ hôn được nữa. Đã đưa lễ vật rồi, cũng như nước đã đổ đi. Không thể múc lên lại. Cái gì? Cháu còn định để con danh này ở lại Diệp gia chúng ta sao? Ông mặc kệ. Chuyện này truyền ra ngoài đã rất bất lợi cho Diệp gia chúng ta rồi. Rất bất lợi. Con danh này nhất định phải rời khỏi Diệp gia. Ông nội, sự việc vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn được nữa. Ông đừng vội. Không được, nhất định phải từ hôn. Diệp gia chúng ta sao có thể cưới một con danh vào cửa chứ? Lâm gia nhất định phải gả con gái ruột của hắn sang đây. Nếu không thì cứ chờ hầu tòa đi. Còn bày đặt thế lực, coi thường người khuyết tật. Thiếu phu nhân, người nhà cô đến rồi, đều đang ở đại sảnh đợi cô. Hai vị chờ một chút, thiếu phu nhân sẽ đến ngay. Trông căn biệt thự nguy nga tráng lệ này xem, so với Lâm gia còn xa hoa hơn nhiều. Con danh con thật có phúc khí. Nếu không phải Diệp Tiêu Trần kia là kẻ vô dụng, tôi đã sống trong căn biệt thự nguy nga tráng lệ này rồi. Tiểu muội, chị Tuyết Lạc, em rất nhớ chị đó. Cuối cùng cũng gặp lại chị rồi. Nhưng chị chẳng nhớ em chút nào. Đồ quỷ cái, đồ vô tâm, thật là không biết điều. Tiểu muội tốt bụng rủ tôi đến thăm cô. Cô như vậy là sao? Coi chừng tôi xé miệng cô đó. Cứu mạng, cứu tôi với. Bà già còn không mau xin lỗi thiếu phu nhân đi. Đau, tay tôi sắp gãy rồi. Buông ra. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Xin anh tha cho. Nhìn cách ăn mặc và trang sức của chị ta đều không phải thứ chị ta dễ dàng mua nổi. Toàn là phiên bản giới hạn toàn cầu. Chị Tuyết Lạc, vòng tay của chị hình như hơi rộng quá rồi. Em đeo sẽ vừa hơn đó. Tiểu muội, em đeo cái này đẹp thật. Đồ quỷ cái thật là quỷ cái. Đến đầu của mình cũng không giữ được. Hai người là ai? Tôi là thím của Lâm Tuyết Lạc. Đây là em họ của Lâm Tuyết Lạc. Lâm tiểu muội. Người đàn ông này đẹp trai muốn xỉu luôn. So với mấy người mình từng gặp còn đẹp trai hơn gấp bội. Sao có thể đẹp trai như vậy? Đẹp trai hết chỗ nói. Cô Lâm, cái vòng tay cô đang đeo hình như là cái tôi mua cho Lâm Tuyết Lạc. Thiếu gia, là cô Lâm. Gỡ nó khỏi tay thiếu phu nhân rồi đeo lên tay mình. Gan mấy người cũng to thiệt đó ha. Đồ của cô ấy mấy người cũng dám lấy. Mấy người chán sống rồi hả? Đúng không? Diệp đại thiếu gia hiểu lầm rồi. Tôi với chị ta là chị em tốt, sao lại đi giành đồ của chị ta chứ? Chị Tuyết Lạc, chị nói xem có phải vậy không? Đúng vậy. Sao em lại lấy đồ của chị chứ? Tất cả nghe cho rõ đây. Sau này trong nhà không cho phép những người không liên quan vào nữa. Đại thiếu phu nhân, nếu có xảy ra chút vấn đề gì, tôi nhất định sẽ cho kẻ đó sống không yên. Diệp Tiêu Trần này còn bày đặt ra oai gì nữa? Đẹp trai thì có đẹp trai đó, mà có tác dụng gì chứ? Tiếc là hắn mắc bệnh nan y, bất lực. Có sống nổi đến ngày mai hay không còn chưa biết được. Thật là đồ bỏ đi. Phải đó, còn cái vẻ ta đây cao quý lắm. Vẫn còn đối với Lâm Tuyết Lạc, con người đó lại quan tâm đến thế, che chở đến thế. Thật vô lý. Dựa vào cái gì chứ? Con ả này, bây giờ đồ ăn thức uống, đồ xa xỉ, cái gì cũng hơn con, cô ta dựa vào cái gì chứ? Đúng đấy, một con tiện nhân thì cần chi xài, đồ xa xỉ gì chứ? Thật là lãng phí.
Diệp Hạo Thần, nhị thiếu gia Diệp gia. Đây chẳng phải là Lâm tiểu muội, thiên kim tiểu thư nhà họ Lâm sao? Lâu rồi không gặp. Là tôi, còn anh là ai? Tôi là Diệp Hạo Thần, nhị thiếu gia nhà họ Diệp. Nếu như Lâm tiểu thư không chê, tôi đừng đột mạo muội. Tôi rất hân hạnh được đưa cô đến nơi cô muốn đến. Đa tạ ý tốt của anh, tôi tự lái xe được. Lâm tiểu thư, tôi tìm không thấy điện thoại, có thể làm phiền cô giúp tôi gọi điện thoại cái không? Được. Một tám năm. Cô coi nè, bận quá nên tôi quên mất. Lâm tiểu thư, chúng ta từng gặp nhau rồi mà. Tôi là Diệp Hạo Thần, em trai của Diệp Tiêu Trần. Tôi còn có chút việc, tôi đi trước nhé. Lần sau, chúng ta liên lạc nhé. Mẹ, sao con lại không nhớ Diệp Tiêu Trần? Con có đứa em trai này nữa chứ. Hai đứa từng gặp nhau rồi, có thể con không nhớ ra thôi. Nhị thiếu gia, anh về đi. Cút. Anh trai, tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn, cho tôi vào. Nếu không ông nội sẽ phạt anh đấy. Anh trai, hà tất phải hốt hoảng như vậy. Tôi đối với tiện nhân thối mà anh cưới chẳng có hứng thú gì đâu. Tôi chỉ đến xem anh sống có hạnh phúc hay không thôi. Hạnh phúc? Cậu có thể đi rồi đấy. Anh ơi, tôi nói anh cũng là người tuấn tú lịch lãm, tương lai kế thừa Diệp gia là lựa chọn không thể nào tốt hơn. Tuy là bất lực, nhưng cũng không thể cưới một con tiện nhân về để tự làm khổ mình chứ. Liên quan gì đến cậu? Mồm miệng cho sạch sẽ vào. Cút xéo cho tôi liền đi. Anh bảo tôi cút là tôi cút hả? Cớ gì? Tôi đã hy sinh tất cả cho Diệp gia, tiền tôi kiếm được đủ để nuôi sống anh đấy, đồ ngu xuẩn này. Cớ gì chứ? Cái loại người như cậu còn cần lý do à? Cậu tự cút hay để tôi sai người ném cậu ra ngoài? Có tin là bây giờ tôi sẽ đuổi anh ra khỏi Diệp gia, để anh không được toàn thây. Dì ơi, con đói bụng quá. Sao vẫn chưa tới giờ ăn cơm vậy? Mọi người đâu hết rồi? Không phải, ai là gì? Xem cho kỹ đi, có biết ai đâu. Thật là ngốc hết chỗ nói. Bà ta bắt nạt tôi. Đi, dẫn cô đi ăn ngon. Nè anh, vị này chắc là chị dâu rồi. Đều là người một nhà cả, cùng nhau ăn bữa cơm đi, bồi dưỡng tình cảm, phải không? Được, có đồ ngon là được rồi. Không phải, sao anh lại ra tay? Anh đừng có tưởng thật là tôi để ý con điên này chứ. Cũng không soi gương xem lại mình, khinh. Người đâu? Tống cổ hắn ra ngoài cho tôi. Từ nay về sau, không cho phép tên Diệp Hạo Thần này bước vào nhà tôi nửa bước. Mời. Cậu ngay lập tức, với tốc độ nhanh nhất, khiến cho công ty của Diệp Hạo Thần cổ phiếu sụt giảm mạnh. Anh đang tức giận, vẫn là không nên khinh suất đưa ra bất kỳ quyết định nào. Hãy bình tĩnh lại đã. Hơn nữa, cậu ta vẫn là anh em chung nhà với anh mà. Đây là công ty gia tộc của các anh, cũng nên cân nhắc hậu quả chứ. Làm theo lời tôi nói. Tuân lệnh. Diệp Tổng, nhị thiếu gia thật sự không có ở công ty. Người đâu? Giữa ban ngày ban mặt, không lo làm việc, chạy đi đâu rồi? Nhị thiếu gia đến nhà đại thiếu gia rồi. Đồ quỷ nhỏ, ban ngày ban mặt không lo làm việc, đến nhà Tiêu Trần làm cái gì? Bây giờ gọi điện thoại cho nó, bảo nó lập tức quay về. Nếu nó dám kháng lệnh, thì cứ trực tiếp phái vệ sĩ trói nó về. Vâng, tôi đi liên lạc ngay. Diệp Hạo Thần và Diệp Tiêu Trần
Hai đứa phá gia trì tử này thật sự chẳng để tôi bớt lo chút nào. Ông nội, ông cũng quá thiên vị rồi. Cháu đang hẹn hò với cô gái mà cháu thích, ông lại sai vệ sĩ lôi cháu về kết giao bạn gái, đâu phải phạm tội, tại sao ông lại làm vậy? Đồ hỗn láo, đến giờ này mà mày vẫn chưa biết lỗi hả? Mày có phải muốn làm tao tức điên không hả? Mau quỳ xuống nhận lỗi đi. Đầu gối nam nhi quý hơn vàng. Cháu không quỳ. Cháu có làm gì sai đâu mà phải quỳ. Giá cổ phiếu của Diệp Thị đã liên tục rớt giá mấy ngày nay rồi. Là người của Diệp gia, mày không những không lo mà còn chạy đi hẹn hò với con gái Giang Thành. Bao nhiêu tiểu thư khuê các lại cứ phải hẹn hò với Lâm tiểu muội. Cô ta là người mà anh mày đã đính hôn rồi đấy. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì nhục nhã cỡ nào. Không phải anh ấy không phải đã cưới ả tiện nhân kia rồi sao? Tuy rằng đó cũng là thiên kim Lâm gia, Lâm Tuyết Lạc bắt buộc phải trả về, bắt buộc phải đổi lại Lâm tiểu muội. Mày chẳng những không quản công ty, lại cứ nôn nóng hẹn hò với Lâm tiểu muội đó. Ông nội, ông cũng thiên vị quá rồi đấy. Phúc lợi lúc trước của cháu, thế mà ông lại tự mình rút lại. Tiền của cháu đều là mỗi tháng ông định kỳ chuyển vào tài khoản của cháu mà. Cháu với nhân viên bình thường có gì khác biệt đâu. Cháu cần gì phải nóng ruột bực mình chứ. Bây giờ thì hay rồi, lại còn muốn cháu trả cô gái cháu để ý lại cho anh ta. Sao nào, mày còn chưa phục hả? Ông nội, ông tự nói xem, chúng cháu đều là đồng bối Diệp gia, tại sao ông cứ đem hết mọi điều tốt đẹp cho anh ta hết vậy chứ? Cháu chẳng có gì cả. Phải, cháu đúng là có hẹn hò với Lâm tiểu muội, nhưng hai đứa cháu đều là người chưa cưới kẻ chưa gả thì có vấn đề gì? Mày nói tao thiên vị, chi bằng tao sẽ thu hồi chức vụ giám đốc của mày. Từ giờ trở đi, mỗi tháng chỉ trả cho mày 2.000.000 đồng lương cứng. Đến lúc đó sẽ có phòng tài vụ chuyển khoản trực tiếp vào thẻ của mày. Sau này sự phát triển của Diệp gia không cần mày quản nữa. Nếu thật sự muốn điều cháu đi thì ai sẽ ngồi vào vị trí của cháu? Diệp Tiêu Trần. Diệp Tiêu Trần, anh còn chút lương tâm nào không? Dành lấy thứ vốn thuộc về tôi, giờ còn nhòm ngó chức vụ giám đốc của công ty tôi nữa hả? Bình thường tôi đối xử với anh đâu tệ đâu. Vị trí mà cậu không đảm đương nổi thì đương nhiên phải nhường. Muốn Diệp gia lụi bại trong tay cậu hả? Anh cũng khá gan đấy. Thằng nhãi này bao nhiêu năm giả vờ yếu đuối không về thăm ông, giờ tranh giành quyền lực thì lại siêng năng ghê. Hôm nay cho anh nếm mùi lợi hại của tôi. Cái gì? Thả anh ấy ra. Thả ra đi. Còn tiện nhân này, hôm nay còn dám đánh người nữa hả? Xem tôi dạy dỗ cô thế nào. Bây giờ mày lập tức đưa Tiêu Trần đi khám bác sĩ. Nếu như nó có mệnh hệ gì, tao nhất định không tha cho mày. Ông đừng giận nữa, cháu thật sự biết lỗi rồi. Tuần sau hai anh em tụi bay đến văn phòng công ty của mày làm thủ tục bàn giao công việc. Ông nội, ông đừng có làm điều gì trong lúc nóng giận, sau này sẽ chịu hậu quả đó. Mau ra ngoài đi, mày nói gì cũng vô ích. Mau đến văn phòng của mày mà dọn dẹp hết đống đồ lặt vặt của mày đi. Nhường chỗ cho Tiêu Trần đi. Tuy Diệp Tiêu Trần mang bệnh nặng, nhưng đầu óc không có vấn đề gì. Ngày nào hắn còn ở đó thì sẽ không có chỗ cho mình làm giám đốc. Diệp Tiêu Trần, cứ chờ xem. Thiếu phu nhân, trưa nay cô muốn ăn gì tôi sẽ làm. Anh ấy ăn gì tôi sẽ ăn nấy. Đại thiếu gia bận nhiều việc ở công ty, đã nhiều ngày không về rồi. Nhưng mà tôi nhớ anh ấy lắm. Đại thiếu gia mấy hôm nay bận xong việc sẽ về thôi. Con trai, mẹ Diệp Tiêu Trần. Phu nhân, hôm nay sao bà lại đến đây? Nghe cô nói kia, chẳng lẽ
tôi không nên đến nhà con trai tôi. Người làm mẹ này lại không được đến thăm sao? Tôi không dám nghĩ như vậy. Hóa ra Diệp Tiêu Trần lại có một bà mẹ nóng tính như vậy. Con danh đó đâu? Con danh tên Lâm Tuyết Lạc đâu? Mau gọi nó ra đây cho tôi. Dì ơi, dì là đang tìm tôi sao? Cô chính là Lâm Tuyết Lạc. Trốn cái gì? Già rồi lại còn lãng tai nữa hả? Tôi gọi lớn tiếng như vậy mà cô lại không thưa tiếng nào. Giỡn mặt với tôi hả? Được lắm. Con danh kia dám đánh mẹ chồng cô. Đồ hỗn láo, xem tôi đánh gãy tay cô đây. Bà già đánh người kia. Đánh người rồi. Con danh, có giỏi thì đừng chạy. Con khốn kiếp nhà cô, cút khỏi Diệp gia ngay lập tức. Đừng bao giờ quay trở lại. Được thôi, nhưng mà tôi phải mang theo bảo bối nhỏ của tôi cùng nhau đi mới được. Bảo bối nhỏ? Lâm gia các người cũng quá vô pháp vô thiên rồi. Gả con ngốc nghếch cho con trai tôi thì cũng thôi đi. Con ngốc này còn mang theo một đứa ngốc nhỏ nữa. Người này, phu nhân, bảo bối mà thiếu phu nhân nói là cái gối ôm cô ấy đang ôm trong lòng. Cô ấy yêu quý cái gối ôm này lắm, luôn ôm nó. Im miệng, tôi biết rồi. Đừng nói nhiều. Đưa đây, cho tôi. Nhìn bà ta như vậy, nhất định phải đuổi mình ra khỏi Diệp gia. Không được, bà không được mang bảo bối nhỏ của tôi đi. Ai thèm cái bảo bối thúi của cô chứ? Tôi muốn là cái vòng cổ trên cổ cô kia kìa. Đưa cho tôi. Con khốn này, tôi phải lấy toàn bộ đồ của Diệp gia chúng tôi về hết. Phu nhân, thiếu gia đã nói, nếu thiếu phu nhân ở nhà mà chịu uất ức, cậu ấy sẽ khiến kẻ đó sống không bằng ngủm. Chuyện này không liên quan đến cô, cấm lắm lời ở đây. Con ngốc, tôi hỏi cô, cô gả vào nhà của chúng tôi có phải chủ ý của chú cô không? Không phải. Thật sự không phải. Là người thím kia của tôi. Còn có Lâm tiểu muội họ nói. Tốt lắm, cô cuối cùng cũng chịu nói thật rồi. Được, bây giờ cô lập tức trở về nhà cô đi. Diệp Tiêu Trần, không cần cô nữa. Không, không thể đi. Anh trai mau tới cứu em. Thiếu gia, mong sao ngóng sao. Cậu cuối cùng cũng về rồi. Mẹ tôi đâu, bà ấy ở đâu? Phu nhân, bà ấy vẫn chưa đi. Nhưng mà con trai ngoan của mẹ, mẹ con đây này, đã giúp con giải quyết một chuyện phiền lòng rắc rối. Con là con trai của mẹ. Trên đời người mẹ nào mà chẳng thương con trai mình. Làm gì có chuyện để con trai chịu khổ, cứ đứng nhìn mà không làm gì chứ. Mẹ, mẹ đến đây làm gì? Con trai, cái chức giám đốc tồi tàn đó, thôi đừng ngồi nữa. Yên ổn về nhà mà sống. Dù sao Hạo Thân cũng là em trai của con, có đúng không? Để nó khỏi suốt ngày cứ tranh giành đấu đá với con. Chuyện này mẹ nên đi tìm ông nội nói với con cũng vô ích. Cũng chẳng phải chuyện con có thể quyết. Con nói lời gì vậy? Mẹ là mẹ ruột của con, chẳng lẽ mẹ lại hại con sao? Mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con. Thiếu gia, không xong rồi. Thiếu phu nhân biến mất rồi. Cô ấy bị phu nhân đuổi đi rồi. Cái gì? Cậu mau đi tìm cô ấy đi. Đại thiếu phu nhân, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì các người, từng người một đều đừng hòng sống yên ổn. Vâng. Mẹ, sau này mẹ có thể đừng can thiệp vào cuộc sống của con nữa được không? Thật là càng ngày càng rối ren. Tuyệt vời, mình cuối cùng cũng được tự do rồi. Tổ vàng tổ bạc không bằng ổ chó của mình. Cuối cùng cũng không cần phải sống cảnh ăn nhờ ở đậu nữa rồi. Nơi này chỉ có mình biết. Bất cứ ai cũng không được phép đến quấy rầy mình. Trợ lý,
Alo. Cô đã về rồi sao? Có phải rất mong chờ được gặp tôi không? Nói nhảm. Đương nhiên tôi phải gặp cô ngay, để bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Nếu cô đã nôn nóng gặp tôi như vậy, vậy chúng ta hành động ngay lập tức đi. Đại thiếu gia, khu vực quanh biệt thự này và vùng lân cận, tôi đều đã tìm rồi. Không thấy bóng dáng đại thiếu phu nhân. Lâm Tuyết Lạc, sao lại giống như đột nhiên, như thể bốc hơi khỏi trần gian vậy? Đại thiếu gia, chú của đại thiếu phu nhân đột nhiên đến, nói muốn gặp cậu. Cậu có gặp không? Muộn thế này rồi. Chẳng lẽ cô ấy về nhà mẹ đẻ rồi sao? Cho ông ta vào đi. Lâm Tuyết Lạc chỉ là một cô gái. Cô ấy đã làm sai chuyện gì to tát, khiến cả nhà các người đuổi cô ấy ra khỏi nhà? Đến giờ cô ấy vẫn chưa về nhà sao? Nếu cô ấy về rồi, tôi có đến đòi người với cậu sao? Nếu cậu không tìm cô ấy về cho tôi, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu. Ông cũng nên soi gương lại mình đi, xem mình là cái thá gì mà dám chạy đến đây gây sự. Rõ ràng là các người làm sai trước, không gả con gái mình, lại cứ lôi một đứa con gái ngốc vào cửa Diệp ra. Chưa thấy ai trơ trẽn như các người. Ban đầu đúng là tôi không nên để Lâm Tuyết Lạc thế thân gả thay, nhưng đó cũng là chuyện bất đắc dĩ. Bây giờ chúng ta không phải đang bàn về chuyện này. Hiện tại tôi chỉ quan tâm Lâm Tuyết Lạc đang ở đâu, cô ấy có gặp chuyện gì không. Nếu cô ấy xảy ra chuyện, cả nhà các người gánh nổi trách nhiệm này không? Người mất thì mau đi tìm đi. Vậy ông ở đây nổi điên với tôi làm gì? Tôi cho cậu mấy ngày, nếu cậu không đem Lâm Tuyết Lạc tìm trở về cho tôi, thì chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở đồn cảnh sát. Tiểu thư, cô chịu ra ngoài rồi, lâu rồi không gặp. Đúng vậy, giờ cuối cùng tôi cũng lấy lại được sự tự do. Tôi thấy bộ dạng hôm nay của cô chắc chắn không phải diện mạo thật sự trước đây của cô. Thấy mà làm như không thấy. Bây giờ tôi tất nhiên phải lấy lại dáng vẻ trước đây của tôi. Tôi thấy tên Diệp Tiêu Trần đó đúng là đồ mù. Cô xinh đẹp thế này mà anh ta còn đuổi cô ra khỏi Diệp gia. Đừng nhắc lại chuyện quá khứ. Cái cô này, biết thì nói, không biết thì im miệng. Nếu không thì tránh xa tôi ra. Tuy nói vậy, nhưng tôi ở bên cạnh cô mới bảo vệ được cô, như vậy sẽ không gặp nguy hiểm. Yên tâm, sẽ không sao đâu. Vậy được rồi, cô tự cẩn thận hơn nhé. Lúc đó có khó khăn gì mà cô không tìm được tôi thì nhớ gọi điện thoại. Được lắm, tôi tìm cô nãy giờ, thì ra cô ở đây vui vẻ. Dám bắt nạt tiểu thư nhà tôi, anh có phải chán sống rồi không? Cô là ai? Anh là ai? Sao lại hất nước vào tôi? Rốt cuộc là Lâm Tuyết Lạc hay là Tưởng Vũ Hân? Tôi không phải. Còn ngây ra đó làm gì? Mau báo công an bắt hắn ta đi. Vị tiểu thư này, thật ngại quá, thiếu gia nhà chúng tôi nhận nhầm người rồi. Xin lỗi cô. Đừng kéo tôi. Hôm nay tôi nhất định phải làm rõ chuyện này. Còn đứng được ra đó làm gì? Mau báo công an đi. Thiếu gia, đi thôi, đừng làm loạn nữa. Còn chưa đủ mất mặt sao? Đi mau, đi mau. Cậu đi điều tra cho tôi rõ ràng, nữ nhân này rốt cuộc là Lâm Tuyết Lạc hay là Tưởng Vũ Hân? Đại thiếu gia, người này tuyệt đối không phải là đại thiếu phu nhân. Tôi thấy cô ta có lẽ chỉ là trông hơi giống đại thiếu phu nhân thôi. Còn về cô Tưởng Vũ Hân, là người đã khuất rồi. Lâm Tuyết Lạc thì ngớ ngẩn, nhưng người phụ nữ này trông rất bình thường, trông rất giống Tưởng Vũ Hân. Có lẽ Tưởng Vũ Hân chính là Lâm Tuyết Lạc. Tôi bảo cậu điều tra thì cứ đi điều tra đi, bớt nói nhảm. Đại thiếu gia, rốt cuộc anh làm sao vậy? Anh có phải đang nhớ nhung cô Tưởng Vũ Hân quá mức rồi không? Cô ấy đã gặp tai nạn xe hơi, mất nhiều năm rồi, sao có thể là hóa thân của Lâm Tuyết Lạc được? Không thể nào. Tưởng Vũ Hân sống không thấy người, mất không thấy xác, sao cậu dám chắc cô ấy không phải là hóa thân? Có lẽ
cô ấy chỉ phẫu thuật thẩm mỹ thôi. Tôi không tin, cô ấy đã mất. Tôi nhất định sẽ còn gặp lại cô ấy. Đại thiếu gia, tôi hiểu anh luôn thương nhớ. Cô tưởng Vũ Hân tình sâu nghĩa nặng, nhưng cô ấy đã gặp tai nạn xe hơi, mất nhiều năm rồi. Sao cô ấy có thể sống lại được? Vũ Hân, em rốt cuộc đang ở đâu? Tại sao em vẫn luôn không chịu gặp anh? Em nên biết rằng trong lòng anh chỉ có em. Bất luận em biến thành hình dạng gì, người anh yêu vẫn luôn là em. Tiểu thư, theo lời dặn của cô, tôi đã sắp xếp xong rồi. Chuyện tôi dùng thân phận của người đã khuất, Tưởng Vũ Hân, tuyệt đối không thể để bất kỳ ai biết được. Được, tôi biết rồi. Sao đèn vẫn sáng thế này? Chẳng lẽ Tưởng Vũ Hân vẫn còn sống? Vậy tại sao cô ấy không đến gặp mình? Vũ, Vũ Hân, Vũ Hân, cuối cùng anh cũng gặp được em rồi. Anh thật sự rất nhớ, rất nhớ em. Nhớ đến đau lòng. Sao anh vào đây được? Anh muốn làm gì? Sao lại là Lâm Tuyết Lạc? Chẳng lẽ những ngày cô ấy biến mất đều ở đây sao? Sao lại ở biệt thự của Tưởng Vũ Hân? Cô là Tưởng Vũ Hân hay Lâm Tuyết Lạc? Tôi không là ai cả. Nói, rốt cuộc cô là ai? Sao anh ta lại tìm đến đây? Còn cứ gọi tên Tưởng Vũ Hân nữa. Chẳng lẽ anh ta có quan hệ với Tưởng Vũ Hân? Không được, mình không thể để anh ta biết mình mạo danh Tưởng Vũ Hân để che giấu thân phận thật. Nhìn thân hình này, dáng vẻ thì giống Tưởng Vũ Hân, nhưng khuôn mặt lại là Lâm Tuyết Lạc. Chẳng lẽ Tưởng Vũ Hân thật sự gặp tai nạn rồi phẫu thuật thành Lâm Tuyết Lạc sao? Nhưng Lâm Tuyết Lạc đích thị là con gái của anh trai Lâm Thịnh Nguyên mà. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải Tưởng Vũ Hân gì đó đâu. Tôi nhớ ra rồi. Anh là anh trai của em. Anh tên là Diệp Tiêu Trần, có phải không? Anh trai, em nhớ anh lắm. Em muốn về nhà. Tôi là anh trai của cô, Diệp Tiêu Trần. Tôi đến đón cô về nhà. Được, chúng ta về nhà thôi. Em muốn chơi trò chơi với Tiểu Bảo Bảo. Trợ lý, alo. Tiểu thư, tôi tìm cô khắp nơi. Cô đang ở đâu vậy? Tôi đã nói với cô rồi mà, sau khi tôi về Diệp gia thì đừng liên lạc với tôi nữa, kẻo người ta biết được. Biết rồi, tôi chỉ báo tin cho cô thôi. Diệp Tiêu Trần đang điều tra cô và Tưởng Vũ Hân có phải là cùng một người không, bởi vì Tưởng Vũ Hân là vị hôn thê cũ của anh ta. Cái gì? Không phải, sao cô lại sắp xếp những chuyện này cho tôi? Sao tự dưng tôi lại trở thành thế thân của vị hôn thê cũ của Diệp Tiêu Trần? Phải đó, thế giới này thật nhỏ bé, thật là trùng hợp. Mà này, cô ở đó thế nào rồi? Thôi, không nói nữa. Tôi hiện tại rất an toàn ở đây. Khoảng thời gian này, cô đừng liên lạc với tôi, tránh để người ta biết thân phận thật của tôi. Thì ra trong lòng Diệp Tiêu Trần không phải là mình, mà là người phụ nữ tên Tưởng Vũ Hân kia. Vậy mà lại cướp mất nụ hôn đầu của mình. Tuyết Lạc, chút nữa cô trả lời nghiêm túc câu hỏi của tôi sẽ đưa cái này cho cô. Cô làm thế nào mà vào được căn biệt thự đó? Anh trai, anh nói gì vậy? Em tất nhiên là tự mình đi vào rồi.
Vậy trước khi cô vào căn biệt thự đó, có ai khác ở trong đó không? Không biết. Sao cô cái gì cũng không biết vậy? Em chính là cái gì cũng không biết mà. Em không biết. Phải. Sao em biết được? Vì em là Lâm Tuyết Lạc, không phải là Tưởng Vũ Hân. Thiếu gia, tư liệu anh bảo tôi điều tra về Tưởng tiểu thư đã tra được rồi. Tình hình thế nào? Tưởng tiểu thư cô ấy quả thật đã gặp tai nạn xe hơi, qua đời rồi. Căn biệt thự trước đây của cô ấy bị một người đàn ông cao lớn mua lại rồi. Vậy sao? Cậu chắc chắn là một người đàn ông mua chứ? Không phải một người phụ nữ mua. Đúng vậy. Căn biệt thự đó còn có một khu vườn sau nữa. Sau đó đã được sửa sang lại. Sao tôi không biết nhỉ? Thiếu gia, anh quên rồi sao? Anh đã 2 năm không đến biệt thự đó rồi. Sao dạo này lại bảo tôi điều tra mấy chuyện này? 2 năm trước, ngay khi Tưởng tiểu thư gặp chuyện, tôi sợ đến đó rồi, tức cảnh sinh tình, nên mới không dám đến. Nhưng dạo này tôi thấy Lâm Tuyết Lạc rất giống Tưởng Vũ Hân. Nếu cậu đã nói vậy thì cô ấy chắc chắn không phải. Thiếu gia, anh cũng đừng quá đau buồn nữa. Anh chính là yêu Tưởng tiểu thư quá sâu đậm nên mới xem Lâm Tuyết Lạc thiếu phu nhân thành cô ấy. Tiêu Trần, ông thấy cháu không chỉ có vấn đề về bệnh cũ mà còn có vấn đề về thần kinh nữa. Tại sao cháu không cho đứa con gái đó về Lâm gia đi? Ông ơi, cháu thấy Lâm Tuyết Lạc trông rất giống vị hôn thê cũ của cháu, Tưởng Vũ Hân. Tiêu Trần, ông hiểu tâm trạng của cháu. Nhưng mà Tưởng Vũ Hân đích thực đã mất nhiều năm rồi. Buông bỏ được thì hãy buông bỏ đi. Tưởng Vũ Hân yêu cháu nhiều như vậy, con bé cũng không muốn ở dưới suối vàng, thấy cháu cứ đau buồn như thế. Cháu không tin cháu nhận nhầm, cô ấy còn sống, Lâm Tuyết Lạc chính là cô ấy. Tỉnh táo lại đi. Diệp gia chúng ta đúng là xui xẻo 8 đời. Một đứa thì có vấn đề về tâm thần, một đứa thì là công tử phóng đãng. Thật là tức điên mà. Bà ơi, bớt giận đi mà. Tiêu Trần nhất thời hồ đồ thôi. Nó sẽ đưa con đến đó về Lâm gia ngay thôi. Đây chính là đứa con trai mà con dạy dỗ đấy. Ba còn định giao lại công ty của Hạo Thân cho nó quản lý đó. Thế này chẳng phải để nó nắm được thóp sao? Cái lũ này đứa nào đứa nấy chẳng ra gì. Thật là tức điên mình mà. Ba yên tâm, con sẽ lập tức đưa con danh đó trả về Lâm gia. Diệp Tiêu Trần, cậu ra đây cho tôi. Lâm tiên sinh, đã nói rồi, thiếu gia nhà tôi hôm nay không có nhà, hôm khác ông lại đến đi. Ông cứ làm ầm ĩ thế này thật không tốt cho thanh danh Diệp gia chúng tôi. Mượn cớ, toàn là mượn cớ. Hắn rõ ràng không dám ra gặp tôi. Ông còn làm ầm lên nữa, đừng trách tôi không khách khí. Tôi căn bản không sợ cậu. Dừng tay. Ông nội người gấp gáp vậy, tìm cháu có chuyện gì sao? Tiêu Trần, các cháu từng đứa một là muốn chọc tức ông phải không? Hạng Thần không đáng tin cậy thì thôi đi. Sao giờ đến cả cháu cũng dám làm càn? Ông đã bảo cháu trả lại đứa con gái đó cho Lâm gia, tại sao đến giờ cháu vẫn chưa làm? Ông nội, ông bớt giận. Chuyện hôn nhân của cháu ông đừng bận tâm nữa. Cả đời này cháu đã quyết định chọn Lâm Tuyết Lạc rồi. Tiêu Trần, cháu luôn miệng nói mình là người bốc đồng, lại mắc chứng cuồng bạo, không thể gần gũi phụ nữ, tinh thần đều bị tổn thương nghiêm trọng. Chẳng lẽ ông lại không thể có một đứa cháu dâu khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần đến giúp cháu sao? Gia nghiệp Diệp gia chúng ta chỉ có thể giao vào tay cháu thôi. Nếu như rơi vào tay kẻ đó, sớm muộn gì cũng bị hắn phá tan hết. Ông nội, cháu biết ý tốt của ông.
Nhưng mà nếu cháu đã cưới Lâm Tuyết Lạc làm vợ thì cháu nhất định phải gánh vác trách nhiệm với cô ấy. Tiêu Trần à, có vài chuyện phải nghĩ thoáng ra một chút. Người mất rồi, không thể sống lại. Tưởng Vũ Hân trên trời cũng sẽ yên lòng. Lâm Tuyết Lạc không phải Tưởng Vũ Hân. Tưởng Vũ Hân cô ấy còn sống. Sau khi xảy ra chuyện đó, ngay cả gặp lần cuối cháu cũng chưa được gặp. Lâm Tuyết Lạc chính là Tưởng Vũ Hân. Cả ngày cứ lơ lửng như người mất hồn, thương nhớ một người đã mất. Đã bao nhiêu năm rồi, cháu phải hiểu rõ, Lâm Tuyết Lạc chỉ là một đứa điên. Làm sao nó có thể là Tưởng Vũ Hân được? Cháu cứ mặc kệ. Cả đời này cháu đã quyết định chọn Lâm Tuyết Lạc. Tiêu Trần, mẹ thấy con là người thông minh nên không cần ông phải nói. Rõ ràng ra như vậy con cũng hiểu mà. Con thật sự điên rồi sao? Lâm Tuyết Lạc kia là một đứa ngốc, không phải Tưởng Vũ Hân. Con mà còn làm loạn nữa, mẹ sẽ đưa con đi khám bệnh thần kinh đó. Dạ thưa thiếu gia, mấy hôm nay tôi lại điều tra một chút tư liệu của Tưởng tiểu thư. Điều tra được gì? Tưởng tiểu thư quả thật đã bị tai nạn xe mà qua đời. Biệt thự của cô ấy thật sự đã bị một người đàn ông mua lại. Vậy sao? Nhưng tại sao Tuyết Lạc lại xuất hiện ở căn biệt thự đó? Người đàn ông đó và Tuyết Lạc có quan hệ gì? Mẹ thấy con đúng là điên rồi. Tỉnh táo lại đi. Tưởng Vũ Hân đã ngủ rồi. Đừng có xem Lâm Tuyết Lạc là cô ấy nữa. Mau đưa cô ta về Lâm gia đi. Thời gian lâu rồi, e là Lâm gia cũng không nhận người đâu. Vũ Hân, dù em có biến thành ra sao, anh vẫn sẽ yêu em như xưa. Tỉnh lại đi. Diệp Tiêu Trần, anh làm gì ở đây? Nhìn tốc độ nói của Lâm Tuyết Lạc, âm thanh, từ ngữ đâu có giống kẻ điên chút nào. Chẳng lẽ cô ấy lừa mình? Tôi cũng sẽ không thay lòng. Diệp Tiêu Trần, anh làm loạn đủ chưa? Anh muốn tôi nói với anh bao nhiêu lần nữa? Tôi không phải người anh cần tìm. Cút ra ngoài. Nếu không tôi sẽ tự đi. Được, tôi đi. Đứng lại. Lấy vali làm gì? Định rời khỏi Diệp gia phải không? Phải. Tôi không rời khỏi đây. Ở lại đây làm gì? Mẹ và ông nội anh nghĩ tôi là kẻ điên, muốn trả tôi lại. Anh lại coi tôi như người thế thân cho vị hôn thê cũ của anh. Dù sao tôi cũng là người thừa, không thừa. Cô là chủ nhân ở đây. Chẳng lẽ tôi đối xử với cô không tốt sao? Anh đối xử với tôi rất tốt. Nhưng tôi không muốn làm cái bóng của người khác. Khiến tôi thần trí mê muội, khiến mọi người tưởng tôi là kẻ điên. Rõ ràng là tự cô giả điên, còn giả làm Tưởng Vũ Hân ở trong biệt thự của cô ấy. Anh còn nói nữa, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Được. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi nhận lỗi với cô. Thôi nào, cô đừng đi. Tôi không muốn nơi này trống vắng. Tuyết Lạc, tôi cảm giác chúng ta như đã từng gặp nhau ở một góc nào đó của thành phố. Được thôi.
thì ra anh vẫn xem tôi là cái bóng của người khác. Đây là cơm tôi tự tay nấu cho anh, thử xem. Cô gọi đây là cơm? Sao thế? Như vậy không ăn được sao? Nếu đây mà là cơm thì tôi thấy cô nên đổi luôn cả họ đi. Đây rõ ràng là cháo. Không sao đâu, cháo cũng ăn được mà. Nhà ai nấu cơm kiểu này chứ? Cô so với người giúp việc nhà. Anh dám so sánh tôi với người giúp việc sao? Vậy thì thôi, dù sao tôi ở nhà này cũng chẳng có ích gì. Thà bây giờ tôi đi luôn, cho xong chuyện. Tôi đâu phải đồ bị ngược đãi. Lâm Tuyết Lạc, cô tự xem đi, đây là cơm hay cháo? Nhìn hành động này, chẳng lẽ hắn thật sự bị rối loạn lưỡng cực? Cô rốt cuộc là ai? Lâm Tuyết Lạc, cô không phải là con gái nuôi của Lâm Thịnh Nguyên, sao đến cơm cũng không nấu nổi? Diệp Tiêu Trần, anh vẫn còn đang nghĩ tôi rốt cuộc có phải là Tưởng Vũ Hân hay không? Sao nào, anh nghĩ Lâm Tuyết Lạc này nhất định phải biết nấu nướng hầu hạ người khác sao? Xem ra cô ta ngoài chiều cao, dáng người có vẻ không tầm thường, thì chẳng giỏi giang việc nhà nào cả. Dường như vẫn chưa phát hiện ra điểm nào khả nghi giống Tưởng Vũ Hân. Còn cơm canh phải bưng nữa, tôi đi bưng. Đại thiếu gia, anh điên rồi sao? Cứ hành hạ nhau thế này chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền phức, chi bằng làm lơ cho xong chuyện. Hơn nữa, anh đã tính toán kỹ rồi, sẽ sống qua ngày với thiếu phu nhân mà. Anh cứ hành cô ấy như vậy, khiến cô ấy bỏ chạy, chẳng phải trúng ngay kế của nhị thiếu gia sao? Cậu nói cũng phải. Dù Lâm Tuyết Lạc là Tưởng Vũ Hân cũng được, hay Tưởng Vũ Hân là Lâm Tuyết Lạc cũng vậy, chỉ cần Tưởng Vũ Hân còn sống là được. Cho dù Diệp Tiêu Trần không biết thân phận thật của mình, thì cũng không thể xem mình như ô sin được. Không được, phải tranh thủ lúc hắn không có nhà, tận hưởng chút nào. Giả vờ mãi thế này mệt quá. Trước đây giả ngu ở nhà họ Lâm vì sợ bị hai mẹ con kia hãm hại, giờ giả ngu ở nhà họ Diệp vì sợ mẹ của Diệp Tiêu Trần đuổi mình về. Sao tôi mệt mỏi thế này? Cô đang làm gì vậy? Bỏ chân xuống cho tôi. Ngồi không ra ngồi, đâu ra dáng thiếu phu nhân? Làm gì? Hù tôi giật mình. Tôi đâu phải tội phạm. Kêu tôi không được làm thế này, lại không được làm thế kia. Cô là ngu thật, hay lại giả ngu với tôi? Cô không biết một người phụ nữ bình thường ngồi phải có dáng ngồi, đứng phải có dáng đứng sao? Con người anh, không chịu thôi đúng không? Trước đây tôi giả điên, anh tưởng tôi là vị hôn thê cũ của anh sao? Giờ tôi sống thật với mình, anh lại nói tôi ngồi không ra ngồi. Tôi thấy tôi nên thu dọn đồ đạc, rời khỏi đây thì hơn. Không cho đi. Mau tới đây chơi đi. Đây là nhà tôi. Cô là ai? Tôi không quen cô. Mời cô ra ngoài. Ra ngoài. Cút ra khỏi đây, tôi sẽ tha cho cô. Không, đừng mà. Oan có đầu, nợ có chủ. Cô đi tìm kẻ hại cô đi, đừng đến tìm tôi. Tuyết Lạc. Tuyết Lạc ơi. Tuyết Lạc, tỉnh lại đi. Có sao không? Tôi mơ thấy Tưởng Vũ Hân. Mơ thấy cô ấy lao về phía tôi,
Đừng sợ, cô chỉ vừa mới gặp ác mộng thôi. Tôi đưa cô về nhà. Hôm nay nhàn rỗi thế này, không đến công ty, cậu lại đến nhà tôi làm gì? Có chuyện gì nói mau. Tôi nghe nói Lâm Tuyết Lạc, con khủng đó đã về rồi. Câm miệng. Cô ấy là chị dâu của cậu. Diệp Tiêu Trần, ngày trước anh cưới Lâm Tuyết Lạc vào cửa, phát hiện cô ta là một tên ngốc, bằng mọi cách muốn trả lại. Giờ biết cô ta bình thường rồi, lại muốn cô ta quay về, anh thật là tốn không ít tâm tư. Nhưng cô ta lại muốn rời xa anh. Còn nói nhăng nói cuội nữa thì cút ra ngoài cho tôi. Anh trai ơi, chúng ta cùng họ, là người một nhà. Tôi đây là đang hảo tâm nhắc nhở anh. Lâm Tuyết là cô gái đó, có thể giả điên giả khờ, nhìn là biết không phải dạng vừa đâu. Đến lúc đó làm Diệp gia chúng ta sụp đổ. Tôi đến chia sẻ gánh nặng với anh. Cậu có thể đi tìm ông nội nói lý lẽ. Ông nội là tộc trưởng của Diệp gia chúng ta. Lời ông ấy nói tôi sẽ nghe. Nếu bàn về công bằng, hôm nay chúng ta cứ dựa vào thực lực mà nói chuyện. Diệp Tiêu Trần, hôm nay tôi ở đây đánh với anh, ai thắng thì sẽ nắm quyền Diệp gia. Dừng tay. Biết rồi. Ở đây không có việc của cô. Mau về đi. Cô là cái thá gì? Bảo tôi buông là tôi buông sao? Tôi là vợ của Tiêu Trần, cũng là dâu con Diệp gia. Đây là nhà tôi. Cậu dám ở nhà tôi làm càn, tôi đương nhiên có quyền bảo cậu cút ra ngoài. Cô tưởng tôi thật sự sợ sao? Tôi không sợ. Diệp Tiêu Trần, nếu anh là đàn ông thì hôm nay hãy quyết đấu với tôi. Tôi ở ngay đây. Ai đánh thắng, người đó nắm quyền Diệp gia. Tôi quên mất, anh bất lực. Bất lực thì không có sức. Hay là như vậy đi, tôi cũng không đánh trả anh. Thì ra chứng hưng cảm kích động của Diệp Tiêu Trần là do như vậy. Tôi thấy thân thể anh vẫn còn khá tốt mà. Khá khỏe mạnh. Cũng không giống như bọn họ nói có chứng hưng cảm kích động gì đó. Tôi có nói tôi bị bệnh sao? Không. Không. Là mấy kẻ ngoài kia nói với tôi. Bọn họ nói anh không chỉ bất lực còn có chứng hưng cảm, làm em họ Lâm tiểu muội của tôi có ngủm cũng không chịu gả cho anh. Đó là cô ta không có phúc hưởng. Nếu Lâm tiểu muội biết những chuyện này đều là giả, chắc chắn sẽ ngay lập tức tự tát mình một cái. Cô ta chắc hối hận xanh ruột. Giá mà cô ta biết sớm Diệp Tiêu Trần là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường, cô ta nhất định sẽ không ngu ngốc mà bỏ lỡ cơ hội này, càng không khóc lóc đòi để tôi thay thế gả đi. Nghĩ gì thế? Thật sự là quá đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Không có. Không có. Mấy hôm nay không thấy Lâm tiểu muội đâu. Nó đi đâu rồi? Nó hả? Có chút việc, ra ngoài với bạn thân, cũng sẽ nhanh chóng quay lại thôi. Đói chưa? Đi ăn trước đi. Bà đừng có đánh trống lảng với tôi. Nó đi đâu rồi? Nếu hôm nay bà không tìm được nó về thì cuốn gói xéo khỏi đây cho tôi. Đứa nào đứa nấy đều chẳng để người ta bớt lo. Làm gì thế? Hù tôi hết hồn. Nó đâu còn là trẻ con nữa. Chơi chán rồi tự khắc sẽ về thôi. Có cần thiết phải nổi cơn tam bành vậy không? Một đứa con gái mà đi biệt tăm cả đêm, bà lại cứ bình chân như vậy ở đây. Bà dạy con kiểu gì thế hả? Bà không sợ nó gặp chuyện ngoài đường sao? Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn ông căng thẳng kia, suốt ngày cứ nổi nóng vô cớ. Đợi con bé thành nhị thiếu phu nhân của Diệp gia rồi thì ông cứ chờ xem đi.
Tiểu muội, mấy hôm nay không ở nhà, có báo cáo hành trình với chú và dì chưa? Tôi sợ họ hiểu lầm tôi. Nhà tôi không cổ hủ, chỉ cần tôi vui, muốn làm gì thì làm. Và lại, đàn ông tự lập sớm một chút chẳng phải cũng tốt sao? Không thể làm con trai ngoan của mẹ được. Không sao, không nghiêm trọng vậy đâu. Mẹ tôi sẽ bảo vệ tôi. Tiểu muội, chúng ta, cô nam quả nữ, bị người khác nhìn thấy thì không hay đâu. Hay là tôi sang phòng khác ngủ nhé. Không muốn đâu Hạo Thần. Tôi một mình ở trong căn phòng rộng lớn thế này tôi sợ lắm. Dù sao, sau này tôi cũng là người của anh rồi. Cô thông minh như vậy, nếu cưới được cô, ông nội hẳn sẽ rất vui. Ông nội, hôm nay cháu dẫn một người đến gặp ông. Cô ấy là ai vậy? Bạn gái cháu. Con gái của Lâm Thị Nguyên, Lâm Tiểu Muội. Con gái của Lâm Thị Nguyên, cô ta từng đính hôn với anh trai cháu. Cô ta không phải là không muốn gả vào Diệp gia chúng ta sao? Còn tìm một đứa con gái ngốc gà thay. Cháu lại dẫn cô ta vào đây. Ông nội, ông hãy nhìn cho kỹ. Lâm Tiểu Muội là một cô gái trong sáng thông minh, hơn đứa ngốc kia gấp ngàn lần, vạn lần. Nếu cô ấy gả cho cháu, có thể giúp cháu làm việc. Ông có thể yên tâm rồi. Đúng đó, ông nội cháu sẽ giúp Hạo Thần. Cháu tốt nghiệp ngành quản lý kinh tế mà. Cô có mắt nhìn gì chứ? Cứ nhìn cách ăn mặc của cô ta thì biết cũng không phải loại con gái tốt lành gì. May mà anh cháu không cưới cô ta. Ông nói vậy là sao? Cháu là con gái ngoan con nhà lành. Chính vì vậy cháu mới không gả cho cái tên bất lực lại còn mắc chứng hưng cảm kia chứ. Cháu xem, đây là người phụ nữ mà cháu muốn cưới. Cô ta là một kẻ không biết kính trọng bậc trên. Một cô gái như vậy tuyệt đối không thể rước vào cửa Diệp gia. Lên mặt cái gì chứ? Cái vẻ ta đây cao quý, có gì ghê gớm đâu. Con gái, sao vậy? Tên Diệp Hạo Thần kia bắt nạt con sao? Mẹ đi tính sổ với nó. Mẹ đừng suy diễn lung tung. Là ông nội anh ấy không đồng ý. Tất cả là do cái con danh đó gả vào, làm hình tượng của con tụt dốc không phanh. Đừng nản chí. Tộc trưởng của hào môn thế gia chính là khó nói chuyện. Nếu con muốn gả vào hào môn, dù thế nào, dù có phải bám giết lấy thì cũng phải làm cho thành công. Con hèn mọn đến vậy sao? Con gái của mẹ từ nhỏ đến lớn đều được các công tử con nhà giàu săn đón. Từng người đều bại dưới chân váy của con, đều chiều chuộng con. Vậy mà lại gặp phải một nhà khó khăn như vậy, con mới không chấp. Lão già thiển cận đó đâu? Con biết đường về rồi sao? Một đứa con gái không biết giữ ý, làm mất mặt. Ông bị cái gì vậy? Ông mà dám đánh con gái tôi nữa, tôi liều mạng với ông đấy. Con gái, con cũng đừng giận ba con nữa. Thật ra, ông ấy cũng vì muốn tốt cho con thôi. Con không sao chứ? Mấy đêm rồi con không về nhà. Có phải đã ở chung phòng với Diệp Hạo Thần rồi không? Mẹ nghĩ gì vậy? Con với anh ấy nói toàn chuyện đứng đắn thôi. Tối muộn, trai đơn gái chiếc, nói chuyện đứng đắn gì chứ? Hơn nữa mấy đêm con không về, con biết mẹ lo lắng lắm không? Mẹ, ý mẹ muốn nói là tại sao con và Diệp Hạo Thần ở cùng nhau mấy đêm liền? Phải không? Mẹ nói rõ hơn là được rồi. Đúng. Mẹ yên tâm đi. Tuy cái ông già đó có hơi cổ hủ cứng đầu, nhưng mà xử lý Diệp Hạo Thần con vẫn có cơ hội rất nhiều. Gả vào hào môn vẫn được mà. Nhưng mà ba con kiên quyết không đồng ý cho con gả cho Diệp Hạo Thần đâu. Mẹ, ba con làm sao mà vặn lại mẹ được chứ? Tôi nói cho bà nghe này, chuyện bị ổ như thế tôi sẽ không bao giờ làm, càng không để mất mặt như vậy. Diệp Tiêu Trần đường đường chính chính cưới Lâm Tuyết Lạc làm đại thiếu phu nhân. Đừng quên, chính bà và con gái bà đã ép buộc chuyện này đấy. Sao ông để ý thế? Vị trí đại thiếu phu nhân Diệp gia là do Lâm Tuyết Lạc chiếm lấy, nhưng vẫn còn vị trí nhị thiếu phu nhân mà. Nhị thiếu gia Diệp gia đó, bà cũng vừa mắt sao? Não bà có bị uống nước không vậy?
Não ông mới uống nước ấy. Nhà giàu không cho gả. Chẳng lẽ gả cho kẻ nghèo hèn hả? Bà có nói gì đi nữa thì tôi cũng không đồng ý gả con gái cho tên phong lưu lang trạ đó đâu. Biết trước Diệp Tiêu Trần chỉ giả vờ như vậy. Khỏe mạnh bình thường, không có bệnh tật gì. Làm sao tôi để Lâm Tuyết Lạc đi thế thân được, lợi cho con gái nhà khác. Tôi nói cho bà biết, đừng có mơ tưởng chạy đến Diệp gia nữa. Lâm gia chúng ta không thể mất mặt như vậy đâu. Tiêu Trần, rốt cuộc làm sao vậy? Sao Lâm Tuyết Lạc cũng về rồi? Sao không trả về Lâm gia nữa? Sao nó vẫn khăng khăng tưởng Vũ Hân sẽ xuất hiện cơ chứ? Ông hỏi cháu hả? Cháu đâu phải anh ấy. Anh ấy giờ đem hết công việc về nhà làm hết, cả ngày ru rú trong nhà không ra ngoài. Cháu còn cả đống việc ngổn ngang, không ai dọn dẹp dùm. Các cháu đứa nào cũng khiến ông nhọc lòng. Chiều nay có một buổi gặp gỡ đối tác, lúc đó nếu nó không đến thì cháu đi gặp đi. Ông nội, buổi họp quan trọng vậy mà ông lại bảo cháu đi. Nếu cháu làm hỏng việc thì anh ấy nhất định sẽ xử cháu mất. Ông vẫn nên ép anh ấy đi đi. Ông đã biết cháu không làm nên trò trống gì rồi. Thời khắc mấu chốt lại rất đại, cho nên mới để anh cháu thay cháu lo công ty. Mỗi tháng chỉ trả cho cháu mức lương cố định thôi. Đi đi, cháu đến chỗ anh cháu, tìm nó về đây. Lão già khó ưa, còn nói không thiên vị nữa chứ. Vừa rồi còn bảo mình đi gặp đối tác, bây giờ lại đổi ý. Anh à, sao anh vẫn còn ở nhà vậy? Ông nội muốn anh đi gặp đối tác hợp tác. Sau này không có việc gì thì đừng đến nhà tôi, tôi không hoan nghênh cậu. Có chuyện gì thì gọi điện thoại. Anh vậy là sao? Anh cứ ghét bỏ tôi thế sao? Có phải điên rồi không? Đang yên đang lành, sao lại mất lịch sự thế? Tôi đến để nói cho anh biết, hôm nay phải gặp công ty đối tác, anh phải bàn bạc với họ. Tôi thấy người của công ty hợp tác đó không ổn. Phương án hợp tác của họ không hệ thống gì cả, vậy nên không cần thiết phải gặp mặt. Nhưng mà anh cũng chưa gặp họ, họ cũng chưa nói chuyện với anh. Anh nói người ta không được, có phải hơi phiến diện không? Sau này cậu ít quản chuyện của tôi đi, quản tốt bản thân cậu là được rồi. Tốt nhất là anh nên từ bỏ đi, như vậy ông nội tự nhiên sẽ để tôi lên thay. Thôi, tôi không nói với anh nữa, tôi đi tìm ông nội báo cáo. Ông nội, cháu nghe lời ông đi mời anh ấy đến, nhưng mà anh ấy lại không ưa cháu, đuổi cháu ra khỏi nhà. Thằng nhãi đó thật quá đáng, chứng cuồng loạn lại tái phát rồi sao? Ông nội, ông đừng trách cháu lắm lời, không phải cháu đang nói quá lên đâu. Nếu ông giao Diệp ra cho một người bị cuồng loạn thì sớm muộn gì cũng tiêu đời. Chi bằng để cháu giúp ông chia sẻ một chút. Cháu có thể làm gì? Kẻ vô dụng bảo cháu đi gặp đối tác, cháu cũng chẳng làm nên trò trống gì. Cháu không làm được thì cũng có người giúp cháu. Cháu đừng có hòng đưa người phụ nữ của Lâm gia vào cửa nhà họ Diệp chúng ta. Ông kiên quyết không đồng ý. Không phải, vậy vẫn hơn anh cả cưới con ngốc thế thân kia chứ. Nếu cháu dám đưa đứa con gái nhà họ Lâm đó vào cửa nhà họ Diệp chúng ta thì ông sẽ đuổi cháu ra khỏi nhà họ Diệp, khóa thẻ của cháu lại. Chào Diệp tổng. Tuyết Lạc, thì ra cô chính là đối tác của tôi. Vậy tại sao cô lại giả làm Tưởng Vũ Hân? Tôi xin đính chính lại, tôi không phải là Tưởng Vũ Hân,
cũng chưa bao giờ là người anh muốn tìm. Tôi tên là Lâm Tuyết Lạc. Chẳng lẽ Lâm Tuyết Lạc thật sự không phải Tưởng Vũ Hân? Mình thật sự nghĩ nhiều rồi. Được rồi, Lâm Tuyết Lạc, đã là đối tác của nhau rồi, mong rằng sau này hợp tác vui vẻ. Hôm nay tôi đến tìm anh để bàn bạc là vì dự án của chúng ta đã xảy ra vấn đề. Bên hợp tác đã định trước đó đột nhiên lại quay xe, nghe nói là một tay trùm ở Giang Thành độc quyền hết thảy nguồn hàng. Căng đến vậy sao? Phải, căng đến vậy đó. Vậy nên chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách phải làm sao bây giờ. Quả nhiên tính cách cô ta giống hệt Tưởng Vũ Hân. Không có gì. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn xác nhận lại cô có phải là chủ tịch của Thịnh Thị không? Diệp Tiêu Trần, anh có thôi đi không? Tôi đã nói với anh rồi, anh lại không tin. Sao nào, anh nghĩ tôi lừa anh rất vui sao? Hay anh nghĩ tôi có thể được lợi ích gì? Nếu anh còn nghi ngờ thân phận của tôi, vậy tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh mãi mãi, để anh không bao giờ gặp lại tôi nữa. Tuyết Lạc, giữa chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết. Cô không thể rời xa tôi. Anh đang nói gì vậy? Tôi đang bàn chuyện công việc với anh. Anh nghĩ đi đâu vậy? Tuyết Lạc, tôi thật sự rất nhớ cô. Khoảng thời gian cô không có ở đây, tôi cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều hoang mang, mụ mị. Sao anh đàn ông mà lại quái gở thế không biết? Tôi nói cho anh hay, tôi đã chọn định một người, là muốn thủy chung như một, không được lừa dối, không được phản bội. Vậy sao cô còn giả ngu lừa gạt tôi? Vậy cớ sao anh phải giả vờ là một người có bệnh chứ? Chẳng phải chúng ta đều thân bất do kỷ mới làm vậy sao? Chỉ là cuộc hôn nhân nghiệt ngã này khiến chúng ta có mối liên hệ. Tuy rằng em đã là vợ của anh, nhưng anh vẫn chưa đường đường chính chính cầu hôn em. Vậy nên hãy cho anh một cơ hội bảo vệ em cả đời này nhé. Gả cho anh ấy. Gả cho anh ấy. Gả cho anh ấy. Em đồng ý.